An Minh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kim. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là máy ly tâm Z207A được sản xuất tại Đức. Của hãng Hemmer các bạn. Và chuyên sử dụng trong các phòng thí nghiệm, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, phù hợp với tiêu chuẩn dùng trong y tế ha, và độ bộ điều khiển bằng vi xử lý với màn hình LCD lớn như thế này, và tự phát hiện chế độ không cân bằng và tự ngắt, và dễ dàng tháo lắp mẫu và khóa nắp thì là bằng điện tử thôi các bạn. Và hệ thống làm mát thì bằng dòng khí với thời gian tăng tốc và giảm tốc rất là ngắn, và được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như là IEC 610010 ha, và độ ồn là 60 dBA ở tốc độ tối đa, và dễ dàng tháo lắp rotor mà không cần phát hiện chỗ khác. Và bảng điều khiển là được thiết kế với các nút chạm như thế này, dễ dàng thao tác bằng một tay và dễ cài đặt khi cả khi đi bằng găng tay thôi các bạn. Đây là những cái quyển sách đi kèm hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm ha các bạn, và cách lắp đặt sản phẩm như thế nào cho đúng. Đi kèm không thể thiếu đó là giấy chứng nhận của máy ha các bạn. Và đây là cái quyển sổ hướng dẫn cách sử dụng máy ha. Và với 10 cấp độ tăng tốc và 10 mức giảm tốc, có thể đặt ở hạng chế độ không phanh và chế độ giảm tốc ha, và lưu trữ tới 99 lần chạy, và phím bấm tắt nhanh cho các chu trình chạy cho ly tâm ngắn ha các bạn. Và dung tích tối đa là 15 ống trên nhân cho 15 ml, và tốc độ ly tâm là 6.800 vòng ha, với thang điều chỉnh tốc độ là 2.200 đến cho 6.800 vòng một phút, và góc nghiêng là 33 độ C. Hôm nay mình sẽ tiến hành khởi động máy các bạn. Chúng ta sẽ sau đây cái bảng adapter sở sau đây. Với kích thước là khoảng 8 kg nha các bạn, và sử dụng nguồn điện 230V trên 50. Chúng ta sẽ, sau khi chúng ta gắn điện như thế này, chúng ta sẽ bật công tắc ở đây. Đây là màn hình sẽ hiển thị khi mà máy khởi động nha các bạn. Nó sẽ hiện cái chức năng như thế này. Và chúng ta sẽ bấm mở máy bằng cách bấm và nhấn chạm vào nút đỏ như thế này các bạn. Chúng ta sẽ có thể mở nắp dễ dàng ha. Đây là bên trong máy, chúng ta sẽ đựng những cái ống ly tâm ha các bạn. Chúng ta gồm có 8 lỗ ống như thế này, đựng với ống 15ml ha các bạn. Nếu như các bạn có muốn mua sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua website maydothiengnghiem.com.vn hoặc khangkien.com.vn ha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem.